梦想在中层启动，战斗唤醒了沉睡的潜龙。球场中拼尽全力进攻，我管肩负的责任有多重，前冲，团结友情，忠诚见证。We kick for the goal， 足球划破了天空，梦想在中场启动，战斗唤醒了沉睡的潜龙。Titan đã bị chấn ra xa. Bốn người họ kết hợp với nhau giống như là một con bò điên đang mất khống chế vậy. Titan, chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của chân trần, mau đứng lên đi. Được rồi. Cú sút bò tốt. Cú sút bò tốt. Cú sút này của đội bò tốt khiến cho lực sút bóng tăng lên gấp đôi. Mọi người coi chừng. Tốc độ sút bóng của đội bò tốt vô cùng nhanh. Crow đã chuyển về phía sau. Mister sút bóng, một cú sút rất mạnh về phía khung thành. Cú cản chiến hạm. Tại tình. Thì ra điểm quan trọng nhất trong cú sút này không phải là nhanh mà chính là lực đạo. Shadow, quan sát cho kỹ. Đây là cú sút thuộc loại sức mạnh. Tôi có thể đoán quỹ đạo đường bóng, nhưng mà sao đâu? Tôi còn chưa thua. Cú sút của đội bò tốt quả nhiên rất có lực. Cả Shadow cũng bị đánh văng. Bóng đã vào lưới rồi. Bò tốt dũng sĩ, vô địch thiên hạ. Cảm giác được tung hô thật khiến cho người ta hưng phấn. Cảm ơn mọi người. Shadow. Titan. Shadow không thể chụp được cú sút này. Titan lại bị trọng thương. Tuyến phòng thủ của chúng ta đã bị phá vỡ. Titan chỉ muốn ngăn cản cú sút bò tót hung hãn của địch mà không tiếc lấy thân mình làm khiên. Nhưng mà một Titan mạnh mẽ giống như là sắt thép lại bị té ngã trên sân, không thể nhúc nhích. Titan đã va chạm hai lần với đối phương rồi nên không chịu nổi đâu. Xem ra Titan đã bị thương rất nặng. Titan là cầu thủ mạnh nhất trong hàng phòng thủ của ta. Nếu mất cậu ấy thì hàng phòng thủ sẽ trở nên rất yếu. Xem ra Titan không thể đứng dậy nổi rồi. Nếu như cậu ta không thể tiếp tục ra thi đấu thì hậu phương của chân trần hoàn toàn trống rỗng, và đội chúng ta có thể thoải mái mà tấn công rồi. Không biết cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu hay không nữa. Làm sao bây giờ? Cú sút của họ lợi hại như vậy, nếu như chúng ta không có hậu vệ thì chết chắc.
chỉ là rớt một miếng bảo vệ thôi mà, cậu ấy có thể chịu đựng được mà, phải không? Mình không muốn vừa ra sân đã thay người, nhưng cấp sư của Titan bị thương, nhất định phải sửa chữa. Titan là hậu vệ duy nhất của đội chân trần, nếu như cậu ấy ra ngoài thì ai sẽ làm hậu vệ đây? Chủ lực phòng thủ của chân trần là Titan bị thương phải ra sân, tạm thời không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Đây chính là một điểm rất bất lợi cho đội chân trần, và lúc này đội chân trần sẽ phải sắp xếp chiến thuật như thế nào? Chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào hả Jin? Còn mau nói cái gì đi chứ, mau tìm cách gì đi. Con cũng không biết nữa. Đội chân trần, bò tóc giỏi nhất, bò tóc mạnh nhất, bò tóc giỏi nhất, bò tóc mạnh nhất, đội chân trần, bò tóc giỏi nhất. Titan là cầu thủ mạnh nhất trong hàng phòng thủ của ta. Nếu mất cậu ấy thì hàng phòng thủ sẽ trở nên rất yếu. Làm sao bây giờ? Cú sút của họ lợi hại như vậy, nếu như chúng ta không có hậu vệ thì chết chắc. Titan là hậu vệ duy nhất của đội chân trần, nếu cậu ấy ra ngoài thì ai sẽ làm hậu vệ đây? Các cậu, mình đã có một quyết định. Là quyết định gì? Cho siêu của Oscar ra sân. Hả? Siêu hả? Để cậu ấy là hậu vệ đi. Hả? Dùng siêu để thay thế Titan sao? Nhưng mà siêu giống là thủ môn mà. Oscar, mình cảm thấy là siêu là người đáng để chúng ta tin tưởng. Nhưng mà... Cậu nghĩ đi, trong các cầu thủ đội chúng ta thì ai là người có kinh nghiệm phòng thủ đi? Đúng vậy, lúc trước siêu đã làm thủ môn, cho nên cách phòng thủ của cậu ấy chắc chắn sẽ rất chắc. Hơn nữa chúng ta đã thua họ một trái rồi, cần phải gỡ gạt lại hai trái thì mới có thể vào vòng trong. Bây giờ không thể làm gì ngoài đánh cược. Rốt cuộc thì siêu cũng đã được ra sân rồi. Tốt lắm, đổi siêu ra sân đi. Oscar, cậu phải tự tin lên, cậu làm được mà. Hậu phương của chân trần giao hết cho cậu đó. Oscar, mình nói cậu nghe nha, thực ra trách nhiệm về hậu vệ á cũng giống như là làm hot rod vậy, phải chia ra thành 5 tầng, 4 loại nguyên liệu, 3 loại khẩu vị, 2 cách ăn cùng 1 cái bao tử. Không ai rảnh nghe cậu nói nhảm đâu, mau biết qua một bên sửa chữa thái tình đi. Hơn nữa Oscar là đệ tử của So mà, có cái gì phải lo lắng chứ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả mọi người trong đội. Thật không ngờ vào trận thi đấu cuối cùng của mình với đội chân trần thì mình lại có cơ hội sát cánh cùng với mọi người. Đội chân trần đã đổi người, cầu thủ được thay thế chính là thủ môn dự bị siêu do Oscar chỉ huy. Lần này chính là lần đầu tiên của họ đội chân trần dùng thủ môn dự bị làm hậu vệ. Có phải họ đã có chiến thuật bất ngờ gì không? Thủ môn dự bị siêu hả? Xem ra chân trần đã hết chiêu thật rồi. Đây là cơ hội của chúng ta đó. Chân trần thường xuyên có những chiến thuật ngoài ý muốn, các cậu phải cố lên đó. Chân trần thường xuyên cho mọi người bất ngờ đó. Lần đầu tiên Oscar được ra sân trong giải thế giới, vậy thì chúng ta càng phải cổ vũ cho nó. Oscar ra sân, phòng thủ càng mạnh. Oscar ra sân rồi. Cố lên. Oscar, anh biết trong lòng của em đang rất lo lắng, nhưng mà phải nhớ cho kỹ, em là thành viên của đội chân trần, em phải phát huy tinh thần không được bỏ cuộc của đội chân trần, cố gắng nắm bắt cơ hội ra sân lần này. Các anh em đều ủng hộ em. Cố lên. Yeah. Cố lên. Dynamo, tiếp tục giữ vững vị trí. Cứ làm theo kế hoạch chúng ta vừa bàn đi. Chẳng qua tốc độ đối phương quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Mọi người nhớ quan sát kỹ. Oscar, rốt cuộc cậu cũng ra sân rồi, nhất định không thể có sai lầm. Vừa giành được bóng thì lập thế trận đấu bò ngay lập tức, không được bỏ qua cho họ. Satellite, dùng đường truyền của cậu để vượt qua hở bấm. Đường truyền Satellite. Satellite lợi dụng đường truyền Satellite để tiến vào giữa phần sân của đội bò tốt. Râu Amplify, thỏa sức trình diễn đi. Lá chắn âm giọng trầm. Trời, Râu đã dễ dàng giành được bóng rồi. Đúng là tức chết mà. Triển khai thế trận bò tốt. Cường ngu phá trận, tiến lên. Hả?
耳边呼啸着狂风，不要被困难左右，未来在向你招手，一直走不曾回头。không cần hoảng sợ, Mai, cứ dùng cảm tiến lên đi. 闪电是我的节奏，胸中力量的嘶吼。Hả? Lại là như vậy? Satellite, cản lại mau. Hả? Trời ơi, vẫn không thể bắt được tiết tấu của họ. Tiết tấu? Là tiết tấu à? Không được nóng vội, cẩn thận quan sát đường chuyền bóng của họ. Quan sát đường chuyền bóng của họ? Mọi người có nhớ buổi biểu diễn của ban nhạc Dũng Sĩ không? Các ca khúc của họ đều có tiết tấu vô cùng nhanh. Mọi người cùng đánh nhịp với mình, đồng thời nhìn quả bóng dưới chân của họ. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Hả? Thì ra họ dùng âm nhạc để truyền bóng. Nếu đến phách nặng thì sẽ truyền bóng hoặc là dẫn bóng tới khi lên phách cao. Nếu như họ dùng âm nhạc để dẫn bóng thì chúng ta có thể dùng âm nhạc để giành bóng. Vậy thì chúng ta mau đi giành bóng của họ đi, đánh núp bất ngờ, sang bằng tỷ số rồi tính tiếp. Dynamo, mau nghe tôi dịp. Khi tới phách nặng thì lập tức giành bóng. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Quá tuyệt vời, lần đầu tiên Dynamo giành được bóng từ chân của đội Bò Tót. Giỏi quá đi, Dynamo đã giành được bóng rồi kìa. Mau tới giành bóng lại đi. Rau của đội Bò Tót đã ép sát Dynamo, hình như đang muốn cố gắng giành bóng lại rồi. Họ đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi đó. Thực ra trong tiềm thức mỗi người chúng ta đều dựa vào một tiết tấu nhất định để khống chế bản thân, lặp lại động tác. Bóng đá CCO cũng không ngoại lệ. Nếu họ có thể dùng âm nhạc để truyền bóng thì chắc chắn cũng có thể đọc được tiết tấu đường truyền của ta. Chúng ta không thể coi thường họ. Hèn chi lúc trước đội của họ dễ dàng giành được bóng của Satellite. Nếu mà đã như vậy, chúng ta không cần dùng đường truyền được, đổi thành truyền bóng liên tục đi. Nếu như họ dùng âm nhạc để xây dựng chiến thuật thì chúng ta sẽ dùng âm nhạc để đối phó âm nhạc, đánh loạn tiết tấu của họ. Mình hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ dùng một tiết tấu khác để truyền bóng, khiến cho họ không tìm được phương pháp. Vậy thì chúng ta dùng tiết tấu điều phan đối phó với nhạc rock control. Dynamo, cứ tới nhịp 3 thì truyền bóng đi. 1, 2, 3. Thành công rồi, Dynamo đã chuyền bóng tới Satellite rồi. Chuyền đến nhịp chuyền bóng giống như vậy là lần đầu tiên mình thực hiện luôn đó. Phối hợp với tiết tấu của Satellite, tiến lên giành bóng. Một, hai, ba. Tại sao lại như vậy? Thành công rồi, Satellite đã truyền bóng rồi. Rốt cuộc đã phá được chiến thuật của Bò Tót. Đội chúng ta cảm nhận tiết tấu vô cùng tốt, không hề thua họ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Râu, có cơ hội rồi. Mình đã đi theo tiết tấu mà, sao họ lại phá giải được kia chứ? Ai sát? Lập tức tổ chức Bò Tót tấn công. Ghi thêm một bàn nữa, không thể để cho chương trình có cơ hội dùng vậy. Bò Tót tấn công. Mọi người trở về phòng thủ đi. Dynamo nhất định phải cản được đợt tấn công lần này. Ngăn cản hết bốn phía. Dynamo đã không ngăn cản được rồi, chỉ còn dựa vào siêu thôi. Cú sút Bò Tót. Bò
Siêu à, là bên phải, dùng kiên thần cản nó lại. Còn có tôi nữa. Hơi. Shadow. Đội Bò Tót lại ghi được một bàn thắng từ cú sút Bò Tót. Mặc dù hiệp 1 chỉ mới đi được 40 phút thôi, nhưng họ đã dẫn trước tỷ số 2-0. Đội chân trần cần phải được ghi ít nhất 3 bàn mới có thể đi tiếp. Hy vọng vô cùng mong manh. Bò Tót dũng sĩ. Ồ. Hả? Đáng ghét mà. Mình không thể giúp chân trần phòng thủ hậu phương. Mình đã rất chú ý tình hình trong sân bóng rồi. Xem ra mình không có tài năng để làm người điều khiển rồi. Không, cậu làm rất tốt. Thật ra cậu đã biết quỹ đạo sút bóng của họ sớm hơn mình. Chỉ đáng tiếc là lực sút bóng của họ vượt qua tính toán của mình. Để một mình Siêu ngăn cản quá khó khăn. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn nha. Nhưng mà tại sao họ lại có thể nhanh chóng phá giải được tiết tấu đường truyền của tụi mình chứ? Tất cả đều tại Isaac không biết bắt nhịp mới làm mình mất bóng. Nhưng mà nếu như bây giờ tụi mình nói cho cậu ấy biết được thì nhất định sẽ đả kích lòng tự tin của cậu ấy đó. Tiếp tục cứ như vậy thì cũng không được. Phải tìm cách để cho sao tự nhận ra mới được chứ. Cách. Tại sao lại là mình chứ? Đương nhiên là cậu rồi. Mình có cảm giác các cậu đang nói chuyện với nhau thì phải. Các cậu đang nói gì vậy? Sao à, tự nhiên mình nhớ ra một chuyện này. Không ngờ nhạc rock cũng hay đó chứ. Tại sao cậu dãy không giống như mọi người vậy? Tại sao mọi người lại bắt nhịp sai đều vậy chứ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mình nghĩ mỗi người có một cách cảm nhận nhạc khác nhau nên đánh nhịp cũng vậy. Hay là các cậu cùng đánh nhịp chung với nhau để mình coi thử. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Các cậu không cảm thấy các cậu đã đánh sai rồi hay sao? Hay là chuyển bài chơi hậu phương đi. Tại sao vậy hả? Bởi vì thật ra cái đánh nhịp của mọi người đều tương đối bình thường hết. Nhưng mà lúc nãy chỉ Mai bị giành bóng thôi. Có thể họ đã biết được cách đá của Mai, cho nên chuyển Mai về phía hậu phương sẽ tốt hơn. Được, luôn như vậy đi. Được rồi. Mai à, trở về vị trí trung lộ đi. Nếu như Mai không thể cắt được đường chuyền bóng chung với cả đội thì cứ để Dynamo và Satellite ở đằng trước tranh thủ ghi bàn. Đội chân trận đã thay đổi đội hình rồi. Tiền đạo chủ lực Mai thì ở trung tuyến. Thật ra đây là chiến thuật gì? Đầu tiên lấy thủ môn ra làm hậu vệ, rồi để tiền đạo ở trung tuyến. Căn bản là những chiến thuật tầm bậy. Đội chân trần à, các cậu khiến cho tôi thất vọng quá. Nhưng mà Dynamo và Satellite đã đánh ra một tiết tấu mới rồi kìa. Chúng ta cần phải bắt được tiết tấu mới của đội họ thì mới thắng được họ. Dynamo, chuyền bóng cho Satellite đi. Râu, tiến lên. Lá chắn âm vọng trầm. Tới lượt mình biểu diễn rồi đây. Mai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xem ra độ cảm nhạc của đội họ cũng không có được tốt cho lắm. Đã tới lúc rồi. Tấn công. Bò Tót tấn công. Giải bóng đá mô hình GGO Người Hùng Sân Cỏ đã sẵn sàng khởi tranh. Hãy cùng bạn bè tạo cho mình một đội bóng mạnh nhất, tài năng nhất và cùng luyện tập để giành chức vô địch. Bản lĩnh cá nhân, tinh thần đồng đội, tất cả sẽ có trong những trận bóng đỉnh cao của GGO Người Hùng Sân Cỏ. Quy mô giải đấu. Các trận đấu vòng bảng diễn ra tại các đại lý, cửa hàng, nhà sách trên toàn quốc. Các trận đấu chung kết tháng diễn ra tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Đặc biệt, trận chung kết miền Bắc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 và chung kết miền Nam diễn ra vào tháng 8, hứa hẹn những trận cầu đặc sắc. Thể lệ thi đấu, vòng loại, thử thách cá nhân. Các huấn luyện viên sử dụng cầu thủ của mình vượt qua các thử thách cá nhân
chọn ra 20 huấn luyện viên xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết thi đấu đồng đội. Vòng chung kết thi đấu đồng đội chia ra làm 4 đội đấu loại trực tiếp trên mô hình bàn đấu GGO, chọn ra đội thắng cuộc tiến vào vòng chung kết miền. Giải thưởng lên đến 500 triệu từ ban tổ chức và các nhà tài trợ. Từ bóng đá chân trần đến người hùng sân cỏ, hành trình chinh phục đỉnh cao mới. Tất cả đang chờ đợi các em trong mùa hè 2018 này. Hỡi các bạn đam mê GGO, các bạn đã sẵn sàng thử thách chưa? Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại 090-222-1724, 090-222-1726, truy cập website nguoihungsancỏ.com. Chiến thắng của chúng ta đâu dễ dàng, và kia triệu người đang ngóng trông. Ta đang đi đường vinh quang trước mặt, nắm tay tình bạn, đồng đội luôn ở bên nhau. Mình sẽ go, nạn lòng vì thấy khó khăn, xin go, nào mình hãy vượt lên. Dù bao gian nan, mặt trời đầy giông bão, mình luôn bên cạnh nhau, và ta sẽ cùng nhau tiến tới. Nào bạn ơi, nào cùng đoàn kết mà chiến thắng. Xin go,